Các bạn thân mến, hôm nay là rất vui các bạn trở lại với kênh của mình. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ để mình có động lực đăng nhiều clip nữa nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là sấy số bắp trên xe máy. Đây nè. Rồi, khi mà cái xe máy mình đã số bắp bị xì á, thì garanti nó sẽ không diễn và ở công suất máy nó không đạt được tối đa. Rồi, nó bị rổ cháy số bắp. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành sấy số bắp nha. Thì khi mà sấy xuất bắp á, bạn phải có kỹ năng là tháo ráp được cái dàn đầu này ra, và phải biết canh cam, chỉnh cò, đặt tầm cam, rồi phải biết ráp cái dàn đầu này đủ cái dụng cụ để sấy xuất bắp, là có cát sấy nè, rồi có dụng cụ sấy xuất bắp, hoặc là mình kiếm cái ống xăng mình sấy cũng được nữa nha. Rồi bây giờ là mình sẽ chỉ cho cách mà kiểm tra cái xuất bắp có xì hay không. Thì các bạn đổ xăng vô đây nè, đổ xăng vô hai cái ống hút ống xả. Rồi, nếu mà có xăng nó xì ra cái chỗ cái miệng xuất bắp á, rỉ ra nhẹ thôi hoặc là xì nhiều á, là tức là xuất bắp của bạn đã bị xì rồi nha. Các bạn nhớ nha. Rồi mình thử lần lượt là bên đây luôn, mình đổ xăng vô một chút lên, mình đổ xăng phía này luôn. Đó nha. Mình đổ bên đây nữa. Nếu mà cái miệng xuất bắp nó xì ra là nó rướm xăng ra là đây nè, đây này xì nhiều luôn nè. Nó xì rất là nhiều ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình lấy cái móng xúc bắp này ra, móng hãm xúc bắp này ra. Là cái móng hãm xúc bắp nè. Rồi. Mình sẽ các bạn lấy cho mình cái cục tiếp là nó đút lọt vô cái đầu chén xúc bắp nè. Rồi các bạn để đây. Một tay các bạn giữ ở trên đây, tay cái các bạn giữ đây. Rồi, tay này các bạn đưa cái đầu tiếp vô. Rồi các bạn tiến hành, các bạn đập xuống nè. Một tay cái chịu rồi. Nhớ coi chừng móng nó văng mất nha. Rồi văng là nó văng ở đây nè các bạn. Rồi hai cái móng nè. Rồi các bạn cất giữ cái móng này rồi, cẩn thận nha. Rồi các bạn làm lần lượt với lại cái xúc bắp bên kia luôn. Rồi lấy móng ra y vậy nè. Rồi sau đó các bạn sẽ kiểm tra tình trạng của hai xúc bắp. Rồi kiểm tra tình trạng, nếu mà nó rổ nhiều quá, rổ 12 cái miệng xúc bắp này nhiều quá, hai cái lợi xuất bắp này với lại rổ cái miệng nhiều quá, thì các bạn đóng miệng với đóng thai xuất bắp khác. Còn nếu không thì nếu mà nó bị ít á, thì bị nhẹ thì các bạn sấy lại nha, tiến hành sấy. Thì đối với cát sấy xuất bắp á, là các bạn mua một cái hũ sấy xuất bắp này, thì cát sấy nó nằm trong đây nè các bạn. Đó, thì các bạn mua một hũ này thì nó sẽ có một bên là cát mịn, một bên là cát thô. Thì trước khi mà sấy cho nó mịn cái miệng xuất bắp cho nó kín á, thì các bạn sấy bằng xuất bắp, sấy cát thô trước sau đó mới sấy cát mịn nha, các bạn nhớ nha. Rồi các bạn kiếm cho mình một cái ống xăng mà nó khít với cái đuôi xúc bắp này, hoặc là các bạn phải có một cái dụng cụ, mua một cái dụng cụ trên thị trường có bán nè, bằng inox nè, để nó có ba cái chấu, là khi mình siết con ốc này vô nó sẽ tấm, nó sẽ siết được cái đuôi xúc bắp. Thì mình tìm cái ống nữa, mình sấy thủ công bằng tay ha. Rồi cái đuôi này nó có thể là các bạn đưa cho cái máy khoan này, để các bạn sấy bằng máy khoan này, hoặc là máy khoan bàn, máy khoan tay hoặc máy khoan bàn, tùy các bạn. Rồi nếu mà các bạn không có cát sấy á, các bạn kiếm cho mình giấy nhám 1200 hay 1400 gì đó, các bạn đốt ra, các bạn lấy hột quẹt nè, các bạn đốt ra, ha. Rồi sau khi đốt giấy nhám ra nè, thì các bạn lấy đồ đó, các bạn dầm, các bạn chày cho nó thật là nhuyễn thành cát. Rồi sau đó là các bạn sẽ chế nhớt vô. Các bạn chế nhớt vô thì các bạn sẽ được cát sấy, là mình có thể dùng giấy nhám để làm chế nhớt vô nha. Rồi. Rồi sau khi là mình siết vô cứng nè, mình siết cái này vô cứng thì cái cây kẹp này nó đã kẹp cứng cái đầu xúc bắp rồi, siết vô cứng nha. Rồi thì mình sẽ tiến hành mình sấy nè, các bạn nghe tiếng sẹt sẹt của kim loại nó ăn cái lợi xúc bắp với cái miệng xúc bắp nè. Rồi các bạn nhớ thục ra thục vô nha, chứ đừng có giữ im gì nha. Đó, thục ra thục vô.
Rồi cái phương pháp thứ hai là các bạn có thể dùng máy khoan, các bạn đưa vô đây. Đây, dùng máy khoan này. Rồi các bạn có thể dùng máy khoan để sấy nè. Các bạn nghe kêu không? Rất là nhanh nè. Đó, các bạn có thể dùng cái cách này. Còn thứ ba nữa là các bạn có thể lên cái khoan bàn để sấy nha. Rồi. Giờ cái phương pháp cuối cùng là các bạn đưa máy lên khoan bàn để sấy. Đây là cái khoan bàn ha. Thì các bạn cố định cái cây sấy xúc bắp, dụng cụ chuyên dụng để sấy xúc bắp này lên khoan bàn. Các bạn sấy như khoan tay thôi, không có gì hết. Siết cứng này lại. Rồi các bạn cũng cho cái đầu đuôi xúc bắp vô, rồi các bạn siết lại. Các bạn phải nhớ cho nó có khoảng hở để mình đẩy cái đầu y lát lên xuống để cho nó. Hồi nãy mình sấy kiểu máy khoan á là mình xê dịch máy khoan, mình giữ im cái đầu y lát, còn mình sấy kiểu khoan bàn á là mình là cái xúc bắp này nó đứng yên, mình chỉ xê dịch cái đầu y lát nha. Các bạn hiểu không? Rồi. Đó ha. Rồi. Trong quá trình cho các bạn thấy nè. Đó, thấy không? Rồi nha. Mỗi lần mình xê dịch thì cái miệng xúc bắp nó mở ra. Thấy không? Đó. Thấy chưa? Rồi. Rồi mình tiến hành mình sấy. Rồi mình bật máy khoan lên bình thường. Rồi để mình chấm điện cái đó. Rồi mình tiến hành mình bật máy khoan lên mình sấy thôi. Rồi. Các bạn nghe nó ăn không? Thấy không? Các bạn sấy. Rồi trong quá trình mà sấy mà các bạn mà thấy mà cái cát nó hết kêu sột quá là nó cái đồ ăn nó cát nó thiếu, thì các bạn có thể cho cát vô, dở lên các bạn cho cát vô cái phía dưới cái xúc bắp này. Rồi mình cho vô là nó ăn khác liền, nó kêu rột liền đó. Rồi bật lên nè. Rồi nó kêu rột rồi, các bạn thấy không? Rồi mình cứ nhấc cái đầu y lát lên nhẹ xuống, lên xuống nhẹ vậy. Thấy chưa? Thấy chưa các bạn? Rồi trong quá trình mà mình sấy là lâu lâu mình phải tháo ra mình kiểm tra. Mình tháo ra mình kiểm tra coi cái xúc bắp nó hết rổ chưa. Nhiều khi nó bị ít thì nó hết rổ thôi chứ không cần mình sấy hoài đâu các bạn. Mình sấy mình phải biết coi miệng xúc bắp. Thì mình coi miệng xúc bắp nó còn rổ hay không. Rồi sau khi mình coi là cái miệng xúc bắp với lại cái lợi xúc bắp này mà nó hết rổ rồi, mình lấy khăn mình lau mình coi. Thì nếu mà hết rổ rồi các bạn có thể là rửa ráp sạch sẽ thay phó xúc bắp và các bạn vô móng xúc bắp lại. Và các bạn đổ xăng vô các bạn kiểm tra là ok. Nếu nó còn xì thì các bạn sấy tiếp nha. Rồi mình tiếp tục lần lượt với lại cái xúc bắp thứ hai luôn. Rồi. Thì sau khi mà các bạn sấy xúc bắp kỹ rồi đó thì các bạn sẽ rửa ráy nha, lau chùi sạch sẽ thay phó xúc bắp nha, nhớ thay hai cái phó xúc bắp, lau chùi sạch sẽ, rửa xăng đồ sạch sẽ ha. Rồi các bạn coi mấy cái miệng này nó ok nè, mấy cái lợi xúc bắp với lại miệng nó ok đó, không còn rổ nữa. Rồi nếu mà coi miệng xúc bắp thì phải các bạn phải có cái kỹ năng nữa nha. Rồi thì nếu mà đúng đàng hoàng thì các bạn tiến hành là ráp lại, nhớ thay cho mình hai cái xúc bắp này, hai cái phó xúc bắp này. Mình vô là mình phải tha nhớt lên đây. Nhớ là tha nhớt lên cái thân xúc bắp với lại cái miệng xúc bắp, cái lợi xúc bắp. Rồi tha nhớt hai cây. Rồi các bạn tiến hành đưa vô. Rồi nhớ thay phó xúc bắp luôn nha. Rồi đưa vô. Rồi mình đưa cơ cấu lò xo với xúc bắp vô nè. Vô móng lại nè, tiến hành mình vô móng nha. Đây
cái móng này nè, mình phải có dụng cụ chuyên dụng để vô móng xuất bắp, hoặc là mình có thể dùng cái phụ cái phương pháp khác để clip khác mình nói ha. Đây là mình vô móng xuất bắp thì mình một tay mình đè ở dưới cái miệng xuất bắp dưới đây nè, một tay mình nhấn cái chén vô, đây là dụng cụ nè. Nhấn mạnh vô nè. Rồi mình nhấn mạnh, mình dùng cái đùi hay cái gì mình chịu, rồi nhấn thiệt là mạnh, canh ngay mình nhấn thiệt là mạnh. Là chưa vô được á. Rồi các bạn vô thật là mạnh nè. Rồi nè, nếu mà nó vô nó sẽ nằm vị trí này, thì các bạn lần lượt là tiến hành với lại cái thằng bên đây luôn nha. Rồi, mình thử săn lại nè, sau khi mình làm xong mình thử săn lại nha. Rồi, mình thử săn nè, mình đổ săn vô nè. Đổ săn vô. Rồi, là hết rướm rồi nè. Vậy là xúc bắp này là mình đã sấy kín. Rồi, mình tiến hành là mình ráp cái xúc bắp bên kia mình thử luôn. Rồi. Rồi, chúc các bạn là có thể là thao tác được sấy xúc bắp tại nhà, rồi các bạn phải có kỹ năng canh cam chỉnh cò nữa nha, rồi ráp dàn đầu nữa. Rồi như vậy là các bạn đã hoàn thành được là sấy xúc bắp trên xe máy, và chúc các bạn có thể làm được. Và các bạn nhớ đăng ký clip mình để mình đưa ra clip hay để các bạn xem. Rồi, cảm ơn.